quay phim hả? Quay phim mình làm kiểu rồi lố không biết à. Quay hết rồi đó. Nè chứ thay mặt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thải Quân nữa. Hai đêm phải đúng mỹ nữa không? Như Thải Quân đó là 8. Có được chụp hình chung không? Muốn chụp chụp à, em, đứa chụp một câu. Em muốn không ta? Đứa chụp một câu nữa kìa. Lý giữ nhà mày. Ai Lý? Con kia kìa. Con áo nâu á. Ai lại trễ nhưng nói tao tiếng gì hết nhà mày. Chúc đi, nhà lên. Chúc gì? Chúc kìa. Chúc gì cũng được. Đây. Chứ mày mày không có đều. Chúc vậy chân mày đẹp hơn. Gì? Chúc vậy chân mày đẹp hơn. Em tưởng không? Em như vậy đẹp mày chắc rồi. Nãy giờ tưởng đâu anh không có lạnh vậy. Luôn à. Tôi trẻ. Tao rồ quá má. Trẻ. Cái mẹ bao. Anh luôn á, xinh đẹp, trẻ trung, năng động. Anh sinh nhật. Ủa em mà chứ anh thôi được rồi. Đủ rồi, nhiều rồi. Chí anh vui. Tao quay phim nè, chúc sinh nhật mày rồi. Hỏi chút nữa. Dạ. Mình đời của ít lòng là mình có mặt là vui vậy. Anh đen kìa. Tới anh kìa. Sinh nhật tao ấy, ai cũng chúc hết đó. Tới mình mày là chỉ chúc thôi á. Chưa quay tới mà. Anh quay chú đi. Anh đi. Trên trước kìa. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Dạ. Cô giáo quá khá. Bút. Tôi chắc hết chị ơi. Bút kìa. Nó đại đi. Hay bị bên đề hết. Còn hai anh này. Thôi kìa. Thấy 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 rõ lắm, rõ lắm. À, này chúc sinh nhật bé Thanh tuổi 22 vui vẻ nha. Đã thành công trong cuộc sống. Cũng như học hành để nói nhiều. Nội trợ. Bạn kia, bạn kế bên. Siêu còn. Nhìn giống kính nha. Đứng dưới con kính kìa. Tại anh này không quen đứng dưới con kính. À ngại đó hả? Đứng ở đâu? Anh đứng sao con kính không à? Chúc mấy thằng sinh nhật vui vẻ. Trẻ đẹp. Anh nó muốn khóc à. À, sao thì thân lớn lắm rồi em. Mày tự nói đi, cảm ơn đi. Các bạn. Hôm nay là ngày đặc biệt lắm, nhớ nhớ năm ta nhớ năm này nha. Vui vui à. Vui duyên. Dùng coi gì được rồi ba. Lu nói gì ông Lu. Em đẹp quá, nói đi. Tao nói rồi. Nói nè. Ừ. Tao nói rồi, tao quay phim rồi, tao chúc mừng sinh nhật ở gì chứ tao bình thường tao đâu rảnh đâu, tao quay cho mày. Rồi được rồi. Ờ, còn anh nữa đó. Chúc hàng ngày rồi. Thôi giờ tôi muốn nghe. Không. Giờ tôi muốn nghe. Đại. Chi vậy? Dạy kìa. Thì giống như là chúc hai đứa quen nhau bền mà. Chi vậy? Hỏi chừng nào chia tay ba. Ờ, chừng nào chia tay. Ờ. Ngày này, nhưng mà không biết năm nào. Đi ăn nhiều mông qua, hay làm gì nữa. Thôi nha. Hết vui rồi đó. Hết vui rồi. Vậy anh rồi. Rồi. À, bạn Vinh hỏi sao không có khen vậy? Cái này phải gọi là cái cận.